Chỉ cần chậm một chút tuân chắc đã quy tiên rồi, nhờ mọi người đến nó mới bỏ đi chứ không thì. Thật lòng mọi chuyện này cũng do Yến mới ra cơ sự. Không sao rồi, cảm ơn bà nhà. Mày vừa mới đến mà lại quá lao, còn dám động đến tao mà tính tao xưa này chẳng để tâm những thứ như vậy. Chỉ vì trước đó mày phiền đến Yến lúc chỉ nhớ tao tổn thương, nên từ hôm nay muốn đi học thì ngoan. Năm 20 giây vẫn có tính là muộn, đọc ngay họ tên cho có tính bài chuẩn chuẩn bị ký đi, mọi thứ mới bắt đầu. Chưa hết giờ sao đâu có tháo cà vạt, thằng lưng bạn lên như là đang bị phạt. Tắt thuốc đi hút thử người bạn ơi. Yến không phải lo đâu, từ nay khó tuân đây rồi, Hoàng sẽ không thể gây sự lung tung làm phiền ai nữa. Nếu như ngày mai Yến tổn thương vì ai thì yên tâm luôn khó tuân bên nữa. Đang không gặp